Hi, mình xin chào tất cả mọi người nhé. Khá lâu rồi mình không có ra cái video nào hết. Nên bữa nay ở trên trên mình á, hiện tại vừa mới mưa xong. Và giờ mình tranh thủ mình review tí mấy cái khói sương mù trên mình nha mọi người nha. Nói chung ở đây khá là cứ mưa xong là nắng lên hoặc là gì sương bắt đầu nó tụ lại rất là nhiều nha mọi người. Gọi là đồi mang đen mọi người. Đây, mình sẽ quay sơ cho mọi người. Mọi người thấy không? Đây là sương mù. Sương mù nó đang bao phủ nguyên một cánh rừng nha mọi người nha. Ở đó các em nha con nha. Đây. Mình sẽ quay một xíu dưới đây cho mọi người coi. Nhìn cũng khá là đẹp đúng không? Mình dòm một tí này. Đấy. Mọi người thấy không? Mây ở trên những quả đồi. Nhìn thấy rõ ràng luôn. Khá là đẹp. Đây là khung cảnh của miền quê nha mọi người. Gọi là cảnh vật rất là chill, rất là yên bình nha. Mình đang đi lên trên đồi xíu, quay cho mọi người coi. Bên kia thì người ta cũng có mở một cái view. Nói chung nhà rông đồ thì người ta làm hết rồi. Đó, mọi người thấy không? Quay một vòng cho mọi người coi. Sương bao phủ luôn. Sương bao phủ khắp nơi. Còn đây là một cái nhà ở. Nhà để chăn nuôi nha mọi người. Nhà rẫy chăn nuôi. Hiện tại mình đang ở trên rẫy này. Đó, nhìn xa xa là một cái trụ điện 500kV nha mọi người. Khá là đẹp. Đó, mọi người nhìn đồi núi này. Rất là đẹp nha mọi người. Để mà nắng lên nữa là thôi rồi. Cảnh vật xung quanh thì nhìn khá là yên bình. Chỉ có một con chó đang chạy. Coi. Nó sợ mình nó chạy. Mất dép luôn. Đấy mọi người thấy. Sương hiện tại là nó đang từ dưới đây mọi người. Nó đang bay lên trên đồi hết rồi này. Dưới thì có mấy đứa nhỏ đang gọi. Dạ, đợi ba đó nha. Ở im đó. Đấy, ai mà chưa từng lên măng đen thì mọi người cứ chạy gọi là khám phá thế nhé. Thử đi du lịch thử xem trên này nó như thế nào. Nói chung mùa đông tháng 12 là ở trên này khá là lạnh nha mọi người. Mọi người đi phải bắt buộc phải đem áo khoác dày và thật nhiều chứ không chịu không nổi đâu. Còn mùa mưa trên này thì cứ mưa xong là sương nó bắt đầu lên. Nó từ dưới nó bốc hơi lên mọi người. Lên dần. Nói chung là trên đồi là nhìn thấy hết. Đấy. Và nha mọi người nha. Giờ mình quay sơ thế thôi. Do khá lâu rồi mình không có đăng video nào á. Nên giờ mình quay cho mọi người coi tí. Đấy. Rồi, giờ mình chắc mình tắt máy nha mọi người. Video mình quay cho vui thế này thôi. Để review cho chơi cái khung cảnh trên rừng núi trên mình như thế này. Đấy. Đường xe thì giáp đó nha mọi người. Nói chung đường xe thì bên dưới nhà đó tí thôi. Gọi là đường quốc lộ luôn á. Quốc lộ 24 á. Ở trên này, trên mình thì có hai đường nha. Trên này cũng có một đường này. Qua cái khu rừng nhỏ đây tí là đường. Cách đây tầm 200m thôi. 500m là tới đường nha mọi người. Ra cái đồi này tí là tới đường quốc lộ rộng luôn. Còn dưới này cũng có một con đường. Bọn mình gọi trên này là con đường mới. Còn dưới này là đường cũ. Đấy. Rồi, ok nha mọi người. Chắc hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo của mình nha. Dạ, bữa nay mình không có thời gian làm video nên cũng hơn tháng trời rồi không ra được video nào cho mọi người coi. Bây giờ mình mới quay lại cho vui vui nha mọi người. Ok nha mọi người.